2000 hộp không à? 2000 hộp. 2000 hộp à? Ờ, qua đi. Bán cái này mất lòng chị em qua đi. Qua đi. Mọi người ơi, cái này một ngày chỉ được ăn 3 đến 4 quả thôi nha, không là sẽ bị nóng nha mọi người ơi. Một ngày chỉ được 3 đến 4 quả. Thế đừng bảo thì bán hết rồi bắt đầu mới nói. Học theo chị Hằng ăn 3 ngày 3 quả thôi. Ừ. Rồi, cái bài này thì người ta dùng ngày xưa chưa rồi. Ăn thoải mái. Nên là nói như thế này, kêu là Nhật Lệ và chị Hằng ấy thích mix với nhau xong rồi người ta lại đi lên. Thì bán táo thì ở Tân Cương, thì mà chị Hằng bán táo ở Tân Cương. Có thế thôi. Làm nhưng không ai biết đâu mà. Người ta tự nhiên người ta tự biết. Chị em, chị tặng hôm nay chị tặng khô bò miệng, khô gà là 250g luôn. Tặng luôn đi. Cái là cái gì đấy? Không. Tặng luôn à? Tặng luôn thì nói luôn nhanh đi. Làm như nào đây? Nhanh lên đi. Như nào để ăn đi? Ăn nhai, nói đi. Ăn thì một người đây, ăn thôi. Khô bò miếng này, khô bò đen, khô bò miếng đen. Thì đặc điểm của nó là khác cái bò sợi, nó là cái bò sợi là nó có cái vị nó vừa vừa. Còn cái khô bò miếng đen này thì nó có vị hơi ngọt ngọt một xíu và hơi chua chua ở đấy. Mọi người nằm tranh lên nữa thôi. Chanh thì là nằm chanh vào thì nó chua. Chanh vào thì nó chanh vào thì nó chua. là ngọt ngọt chua chua. 250g này bằng 156k. Hả? 156k. 500g này còn 306. Ui. Thế rồi, thứ nhất này đi tặng cái này. Tặng, thế là 250g tặng cái kiểu 250g này là khô gà đã chanh. Ờ. Tặng luôn. Không cần nói nhiều, nay Meganite mà. 500g tặng luôn. Hộp 250g gà nha mọi người, chỉ có 200 suất thôi à. À ok, thế thì mua 500g này tặng cho mọi người kèm 250g khô gà lá chanh. Cái này tặng nhá, tỷ giá 113k. Và 250g, hú 250g nhá. Húng sẽ được tặng 250g khô gà lá chanh. Ok, khô bò sợi, chốt. Nói chung là 250g hay là 500g đều được tặng khô gà lá chanh. Đều được tặng nha mọi người ơi. Chị có bao nhiêu suất nhờ? 8 suất hả? 8 suất hai loại à? Chị có 500 suất nữa. Em bình thường em mua 200 thôi. Bán 500 thì 800 thì kể đúng không? Khô to quá ngực. Mọi người chỉ có bao nhiêu suất nữa được anh ơi, bao nhiêu suất nữa? 500 suất nữa, 500 suất nữa sẽ được tặng khô gà lá chanh nha mọi người ơi. Và khi hết thì bọn mình sẽ không lên lại nữa. Khô gà như ế sao anh nhỉ? Không phải ế. Cho mấy nghìn hộp đấy. Ừ. Cho nghìn hộp đấy. Ừ. Không phải ế, mà đây là tiền. Nghi lắm mọi người. Đây là Mega Live chân là tiên không? Buổi Mega Live đầu tiên. Đấy, tiên. À, đây là tri ân cho mọi người. Chứ không phải là ế. À. Ai nói rõ ràng như thế. Người ta cứ tưởng hỏi, người ta hỏi chứ em cũng hỏi. Em đọc comment. Bởi vì là cái sản phẩm này đang là pre-order. Sẽ ship hàng trong vòng 4 đến 5 ngày nha mọi người ơi. Sẽ đến 4 đến 5 ngày cho nên là cái này là sản xuất xong rồi là đi luôn chứ không phải là hàng hết hạn hay là hàng kỳ hay là gì hết. Cảm ơn tất cả mọi người nha, đã đặt đơn nha. Và nhắc lại với mọi người là khô bò miếng này thì nó có cái vị nó hơi ngọt một xíu, hơi ngọt một xíu so với là cái khô bò sợi ba liều. Khô bò sợi ba liều thì nó sẽ vị nó vừa hơn và biển hơn. Còn cái này là nó sẽ có cái vị hơi ngọt một xíu ở trong miền Nam ấy. Còn đấy. Và 500g thì sẽ được tặng kèm đó là khô gà lá chanh 250g. Cái trị giá khô gà lá chanh này thì 113k. Và 500g thì cũng sẽ được tặng 250g và trị giá của nó vẫn là 113k. Mọi người cứ chốt đơn đi, bây giờ còn bao nhiêu suất nữa thôi? Ít lắm. Còn 25 suất nữa thôi anh ơi. 25 suất. Còn 200 suất nữa thì khô 30 suất. Để dừng cuộc chơi tại đây. Xong nào? Về nào? Về thôi, bye bye thôi. Nhanh nha. Xuống nha. Về. Sao rồi? Hôm nay về ngủ ngon rồi. Ê, không biết bao giờ. Về đóng đơn luôn. Sao rồi? Mà, tí ở lại bà Lai nữa chứ. Đâu có được nhận cắt thế gì đâu. 250g vẫn được tặng khô gà nha bạn nhá. 250g được tặng, được tặng. Tức là hôm nay mua bao nhiêu gam vẫn được tặng cho mọi người ơi. Chưa thấy báo hết nhỉ? Cái này lâu thế. Lâu thế. À đúng rồi em. Đây của nhãn hàng người nhà nhưng mà nói chung là chưa đủ đơn rồi, không cho đâu. Hết đâu mà hết. Sướng sướng, ETH này kia tôi mua. Vẫn ngồi đây à? Sao mà này hay nhỉ? Đáng ghét thì khu bò xong rồi. Đúng rồi. Nên cái hàng khác chứ bây ăn thịt bò uống sữa à? Sao còn không sao? Thôi rồi, làm hộp được. Mà xin hộp. Đây, 180 ml cho một hộp.
Hai em ơi. Làm cái lô à? Hilo trước nha mọi người ơi. Hilo. Cái dòng Hilo. Hilo là cái dòng mà cao. Dòng tầm cao á. Phát triển trí não đúng không? Uống vào là thông minh. À, hỗ trợ tăng cường đề kháng. TH Premium. Tôi nhớ đến thông minh là nhớ đến thông minh là cứ sữa là được. Hilo, cái hộp này thì nó sẽ có 180ml. Cái này là full size. Full size. Full size. Full size. Size to to nha mọi người, không phải là size mini size nha. Đúng rồi. Mic của Lê không nghe được, thôi thì hai anh nói. Đâu? Một thùng 48 hộp. Một thùng. Cái này anh cứ. Một thùng 48 hộp. Còn 430k. Còn 430k. Đúng không mọi người ơi? Ăn đấy, đúng rồi, các bạn bảo giá của nó là 505. Ăn no luôn. Giá của nó là 505. Và hạn sử dụng của nó là 180 ngày kể từ ngày sản xuất. Đấy. Và chứa này thì rất là nổi tiếng rồi. Bây giờ mọi người chỉ cần check giá là nếu mà rẻ thì mua thôi. Đấy. Hoàn toàn là sữa tươi sạch. Cái này hoàn toàn là vì tự nhiên này không đường. Đúng. Cho nên anh uống được đấy. Anh phải uống, anh phải nhìn mà. Vẫn 555 mà. 430. 430. 430 mọi người. 430k một thùng. Mọi người thử áp voucher vào xem như nào. Hoàn toàn là từ đấy. Sữa tươi nhá. Cái này là sữa tươi ở trang trại Quang Linh Farm. Ao nhầm. À. TH ở trang trại TH. TH thương yêu nha mọi người. Ai? Tất cả đơn hàng. Tên đơn tên là 100k là sẽ được giảm bao nhiêu? 70.000. Đơn như nào? Sao lại đơn tên? À ok, những ai mà về sữa đúng không? À, dưới nếu mà ship mà dưới 70k là sẽ được free ship, còn mà trên 100k thì nó sẽ giảm được cho mọi người là 70k. Đúng không? Rồi ok. Đấy. Mọi người xem nha, cái này có không có đường và có đường không có, đúng không? Hai loại à? Đúng không? Cái này là mình uống này không có đường. Này không có đường. Không có đường này. Không có đường. Và nó cũng có thể giảm được cho mọi người bề ngang bề dọc ấy. Đấy. Lúc ấy làm cái bánh mì rồi, bây giờ làm hộp sữa nữa. Còn 200 thùng nữa. 200 thùng nha mọi người ơi. 200 thùng nhá. Mọi người tích giá xem nhá. Cái này thì không có lactose này thì dễ tiêu hóa. Dễ tiêu hóa. Ừ. Nói gì đi? Anh đang đọc bình luận để xem các bạn như nào đây. Táo kèo có chưa? Táo kèo hết rồi mọi người. Đấy, bây giờ bao nhiêu người táo ấy thì mọi người chờ mình nhá. Mình cũng ra táo rồi, chuẩn bị sắp ra táo. Hoàng Tiến cũng ra. Hoàng Tiến cũng có táo nhá. Đi Tân Cương. Đi Tân Cương qua má. Đến này đi Tân Cương, Hoàng Tiến em sẽ bầu cử cho anh. Em có ra một vườn táo qua không? Hết hàng du mục rồi là nhật lễ luôn. Riêng táo. Rồi. Đây. Uống tiếp à? Bây giờ sẽ dành cho. Uống tiếp không? Có chứ. Em có cần gì uống tiếp không? Có thì uống. Có. À. Nói chung là cái tất cả cái mọi ngành nghề thì mình nghĩ là cái ngành nghề ăn uống là mệt nhất, thoải mái, mệt, không phải mệt, sướng như anh vừa xơi cái bánh mì xong, thịt bò, em không uống được nữa rồi, sao? Thế mà làm sao được Phong là chiến thần rồi test sản phẩm đó, một thùng bao nhiêu đấy?